Con ơi, trong cuộc sống, hãy lượng lấy sức mình, thấy gì có hại, con chớ chiều theo, vì không phải, mọi sự đều hợp với mọi người, đâu phải cái gì ai ai cũng thích. Khi dự tiệc vui, chớ ăn uống vô độ, đừng hết thấy miếng ăn là sẵn vào, vì tham thực cực thân, ăn quá nhiều sinh bội thực. Lắm người thiệt mạng vì mê ăn mê uống, còn ai cẩn thận thì được sống lâu. Amen. Xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Cảm ơn các bạn nhiều.